khô, mình cho tiếp lần hai lên. Chỉ như vậy bình thường thôi. Cố lên bà. Cái này là khoai nó sẽ làm cho mình những cái xương mà ngọ nó cũng làm cho mình kích lại được. Cái đau nhất nó sẽ đang, nhưng mà quan trọng là nha. Bây giờ tới giờ khoai sẽ làm đỏ. Này, cố lên 25 là, rồi. Mọi người nhìn là càng phần lên nha, chứ không phải đơn giản đâu. Ủ nó nhiều lên. Sao nó còn bắt đầu sao? Nhiều lắm. Bây giờ cái gì á? Ví dụ như nó ảnh hưởng đau nhất cái này kia rồi. Có nghĩa là phải có cái sau tai biến của nó là sẽ bị cái gì, chứ mình nói tai biến không, mọi người nhìn nó chỉ đơn giản. Mình phải mạnh tay và mình biết là nó như nào. Mình ở nhà là rất là nhiều vấn đề. Ừ thì em đâm thẳng đi, em đâm thẳng xong em rẽ phải kịch đường, em rẽ phải đi một đoạn là có cái địch rẽ phải. Một cái là bên trái, một cái bên phải. Cẩn thận, cụ nhá, cụ đi từ từ nhá. Đau đau rồi. Đỡ chưa bà? Đấy bà chịu đau một tí. Chích bà bị làm sao mà đau? Viêm xương đau, viêm đầu gối. 25 không co vào nội gian được. Đây. Bình thường đang đi thế này thì nó giật cái phèo này ngã, cho nên cứ phải chống gậy. Trước đây là đi săn lăng, xong rồi là đi xe chú u, bây giờ thì chống gậy. Năm ngoái có bị cái cổ xương đùi, bây giờ vẫn đẹp không biết nào. Mình bị như thế này bao lâu rồi cô? 20 năm rồi. Và mình đã điều trị nhiều, điều trị đủ các nơi, đông tây nam bắc của hết. Dạ vâng. Châm cứu bóng Việt rồi thì là tế chỉ chẳng còn thiếu gì. Dạ. Và mình lúc mà mình điều trị như vậy mình có giảm đi được bao nhiêu phần rồi vậy? Bây giờ giảm đi được 80%. Dạ. Còn bây giờ là mình vẫn cứ bị mỗi ngày nó cứ làm cho mình râm rỉ đau nhất đúng không ạ? Vậy sau khi mà sư phụ dùng cái đại lực hoàng xoa chắc tầm khoảng 15-20 phút gì đó thì bà cảm nhận như thế nào ạ? Thì bây giờ đi lại nó nhẹ nhàng, nó không đau đớn như cũ nữa và có thể bỏ gậy ra đi. Đây, bây giờ bà có thể đứng lên đi biểu diễn một vòng không ạ? Đây nha mọi người. Và cụ là đang dùng gậy nha. Đấy, gậy đi. Và bây giờ mọi người thấy nè, đi rất là nhẹ nhàng. Và lúc đi kiểu kia lúc đầu vào là đi cà nhắc, đấy, nhắc vào và vẫn dùng gậy. Và bây giờ mình cảm thấy là đỡ đau nhất rồi đúng không ạ? Dạ. Và bây giờ cụ về cụ nhớ ngày mình xoa 4-5 lần và mình cứ làm giống như thao tác như vậy đó, 4-5 ngày sau thì nó sẽ khỏe hẳn đi luôn. Và mình đi lại nó sẽ như xưa không cần